Ngày xưa, có một phú thương tên là Phong. Anh là phú thương rất nổi tiếng với rất nhiều thuyền hàng buôn bán tấp nập khắp trong Nam lẫn ngoài Bắc. Trong số những người làm thuê cho Phong, có một người tên là Ninh, vốn tính nhanh nhảu, được việc nên rất được Phong tin dùng. Anh Phong, hàng hóa đã sắp xếp xong cả rồi, cũng vừa đến giờ hoàng đạo, chúng ta lên đường nha. Được. Trong số những người làm thuê, Ninh là người mà Phong tin tưởng nhất. Chính vì lòng tin đó mà Phong không bao giờ ngờ được là Ninh và vợ của mình lại có tình ý với nhau. Sao bà nàng ra muộn vậy? Thì thiếp phải đợi thật an toàn mới ra được chứ. Ta nhớ nàng phát điên lên được. Chúng ta phải lén lút thế này đến khi nào nữa đây? Nàng yên tâm, ta đã có kế hoạch rồi. Chỉ đầy mai thôi, chúng ta có thể đường đường chính chính sánh bước bên nhau. Còn cả cái cơ ngơi này nữa, nó đều là công sức của ta đổ vào. Để hắn hưởng hết như vậy, ta không cam tâm. Không chỉ Tàn Tiểu với vợ của Phong, Ninh còn ráp tâm lên kế hoạch hãm hại Phong để chiếm cả vợ lẫn gia tài của Phong. Và không chút ngại ngần, nhân lần thuyền buôn vào bờ, hàng hóa buôn bán thuận lợi xong xuôi, sau bữa ăn linh đình của đoàn buôn, Ninh đã ra tay. Chúc mừng chuyến hàng thành công. Thôi, chúng ta về thuyền nhanh, không thì buổi tối trong rừng vắng đường lại lạ khó đi. Sau chuyến hàng này tôi sẽ về với vợ con. Hay tôi thì chắc phải vài chuyến nữa. Nè, anh có sao không? Chúng tôi đã tìm khắp các thuyền rồi, không thấy ông chủ đâu hết. Không thấy ư? Chắc tối qua nãy uống say về, lên nhầm những chuyến thuyền sau thôi. Cứ để đến chiều, tạt vào bến dừng chân tiếp theo, chắc anh ấy sẽ lên lại thuyền này. Chắc vậy ạ. Vậy được rồi, anh đi đi. Ông chủ không có trên thuyền của chúng tôi. Ở trên thuyền tôi cũng không có. Hả? Trời ơi, vậy chồng của tôi đâu rồi? Sau lần giao hàng hôm đó, Phong đã biến mất. Ngoài Ninh và vợ Phong thì không một ai biết lý do. Thế nhưng cả hai vẫn giả đò như không biết gì. Ông chủ ơi! Anh Phong ơi! Ông chủ ơi! Sau nhiều ngày tìm kiếm, cũng không một ai thấy tung tích của Phong. Cho rằng đã có án mạng, vụ án được đưa lên quan địa phương xét xử. Thế nhưng trước bàn quan, những lời nhân chứng khai đều không hé lộ ra manh mối gì. Đây chính là con đường mà người ta nhìn thấy nạn nhân lần cuối. Vụ án này chắc chắn là một vụ án mạng, nhưng kẻ chủ mưu thật quá khéo léo, không để lại chút dấu vết nào. Bẩm ông, không khí nơi này thật đáng sợ. Nếu đã không tìm ra tung tích gì thì chúng ta nên về thôi ạ. Được, có khi ta về lại miếu làng một chút. Ta muốn ở đó tĩnh tâm suy nghĩ thêm. Đúng rồi. Vào tối nay, tất cả những nghi phạm có mặt ở miếu thần làng, ta sẽ xử án ở đó. Các người hãy quỳ ở đây và thành khẩn lại với chính lòng mình. Sau canh hai, ta sẽ đến, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để tự thú. Sắp đến canh hai, có ai muốn nói với ta điều gì không? Không một ai muốn nói điều gì nữa thì lúc này ta sẽ để cho thần linh phán quyết. Các người chắc cũng đều biết thần lão miếu này rất thiên. Kẻ sát hại ông Phong nghĩ rằng không ai thấy được lúc hắn ra tay thì có thể ém nhẹm sự việc. Nhưng việc hắn đã làm có trời biết, đất biết,
Chắc chắn thần linh đã chứng kiến cái ngày ông Phong bị giết và đã biết ai là thủ phạm. Chắc các người còn nhớ trên con đường mà mọi người thấy ông Phong lần cuối vào hôm xảy ra vụ án có rất nhiều lá khô đã rơi. Trước đó ta đã khấn xin thần trong một canh giờ quỳ lại ở đây. Ai là thủ phạm thì chiếc lá khô sẽ rơi xuống đầu nhẹ đến mức không ai hay biết. Còn ít phút nữa là đến canh hai, tất thủ phạm thực sự sẽ phải lộ diện theo lời mách bảo của thần linh. À, thủ phạm kia rồi, chính là tên Ninh và vợ ông Phong. Hoang quá, rõ ràng trên đầu chúng tôi không hề có một chiếc lá khô nào cả. Đúng vậy thưa quan, đúng là trên đầu các ngươi không hề có một chiếc lá khô nào cả. Trong khi tất cả mọi người đều ngồi im thì chỉ có hai người là tự tìm xem trên đầu mình có cái lá khô nào rơi không, để ém nhẹm sự việc cho đến cùng. Chính các ngươi có tật giật mình, chỉ nhờ một mẹo nhỏ của ta, hai ngươi đã vừa tự tố giác tội ác của mình rồi. Còn già mầm kêu oan nữa ư? Mày đâu, bắt hai tên này cho vào ngục chờ ngày xét xử. Xin tha tội, xin tha tội. Biết là sa vào mẹo của quan và nghĩ rằng oan hồn đến ngày báo phục, nên cả hai vô cùng kinh hãi, đành thú nhận tất cả. Người ta bắt hắn cùng với người đàn bà bất chính kia phải đền tội. Sự tích con cò. Ngày xưa, ở một làng nọ, có anh chàng Silian vô cùng lười biếng. Silian, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, còn không mau dậy đi, tối ngày nằm ngủ, chả chịu làm việc gì hết. Sao lúc nào cha cũng mắng mỏ con thế, con chỉ nằm nghỉ một lát thôi mà. Con xem, cả cái làng có ai lười biếng như con không, mọi người ai cũng đều chăm chỉ làm việc hết. Thức ăn và của cải chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống hết. Suốt ngày cha cứ lại nhảy mãi cái bài đó. Con sẽ tự lo cho thân con, không cần cha phải dạy bảo gì hết. Mình sẽ bỏ nhà ra đi, tới một nơi thật xa, rồi cha sẽ phải hối hận vì đã mắng chửi mình. Giờ này chưa thấy mình về, chắc cha đang lo lắng lắm đây. Ôi không! Trời ơi, con tàu đã tan thành mây khói. Thật may là mình vẫn còn sống sót. Hy vọng hòn đảo này có người sinh sống, để mình có thể xin được một chút thức ăn. Đã một ngày trời mình không có gì bỏ vào bụng rồi. Nơi đây có người sống, vậy là mình được cứu rồi. Oh, anh Silian đây mà. Đúng là anh Silian của làng Conhe rồi. Làm sao mà hai người lại biết tôi vậy? Chúng tôi không những biết anh mà còn biết cả bố anh cơ. Chúng ta hãy cùng nhau trở về làng đi. Nếu như mọi người biết anh Silian tới chơi á, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem. Tất cả những thức ăn này do chúng tôi làm ra, anh hãy ăn thật no nha Silian. Nhưng trước tiên anh có thể nói cho tôi biết vì sao tất cả mọi người ở đây đều biết tôi không? Thật ra chúng tôi biết cậu khi cậu còn bé tí. Chúng tôi đều là dân làng Conhe mà. Hả? Thật sao? Chúng tôi đều lười nhác, chỉ thích ăn chơi lêu lỏng ngoài đường. Ê, có mục tiêu mới kìa bọn mày ơi. Các ngươi là một lũ biếng nhác, không biết nghe lời bố mẹ. Tôi ngày tu tập bày trò phá phách. Hôm nay ta sẽ trừng phạt các ngươi phải biến thành cò, bay tới hòn đảo hoang biệt lập giữa biển để lao động và sinh sống. Từ đó chúng tôi phải ở lại hòn đảo này làm lụng chăm chỉ để có cái ăn, và chỉ khi mùa xuân tới mới được bay về làng nghỉ ngơi thôi.
Nhưng làm sao mà mọi người có thể biến thành cò được? Trên hòn đảo này có hai dòng suối, suối cò và suối người. Khi cần trở về làng, chúng tôi xuống trầm mình dưới dòng suối cò thì lập tức biến thành cò. Khi trở về đảo, chúng tôi tắm nước suối người và trở lại thành người. Bây giờ nếu tôi muốn trở về làng thì có cách nào không? Khó đấy, vì không con tàu nào có thể tiếp cận hòn đảo này. Tất cả sẽ bị sóng biển đánh tung, và cánh cửa trời ngăn cách giữa đảo và đất liền chỉ mở duy nhất vào những ngày đầu xuân mà thôi. Anh chỉ có cách duy nhất là ở lại đây cùng làm với bọn tôi và đợi tới mùa xuân biến thành cò để trở về. Hả? Không còn cách nào khác, mình đành phải ở lại đây chờ mùa xuân đến vậy. Cuộc đất có mấy ngày thôi mà bàn tay mình nứt nẻ hết cả rồi. Trước giờ tất cả các việc lớn bé trong nhà mình đều đùn đẩy cho cha làm. Giờ mới biết cha đã phải lao động cực khổ thế nào. Còn mình thì biến nhát, chay ì ra đấy. Cuối cùng, mùa xuân mà Cillian hằng mong đợi cũng đến. Mọi người kéo nhau ra suối cò tắm để biến thành cò bay về làng Conhe. Và khi cánh cửa trời mở ra, trên bầu trời xuất hiện 5 con cò trắng phao cùng lúc bay lượn hướng về đất liền. Khi nào đặt chân xuống làng, ta sẽ dùng lọ nước suối người mang theo này để biến trở lại thành người và đến gặp cha. Người ta nhớ cha quá. Cuối cùng ta đã trở về được làng rồi. Ôi không, mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Mình xa nhà cũng đã lâu, không biết giờ cha thế nào rồi. Mùa xuân đã tới mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bé Cillian đâu. Giá như hôm đấy mình được nặng lời với nó thì đã không đến nỗi này. Trông cha gầy đi nhiều quá. Con đang đứng ngay cạnh cha đây, cha ơi. Cái con cò này từ đâu bay tới làm ta giật cả mình. Nếu năm xưa mình không lười biếng thì giờ đã không phải hóa cò như này. Đến ngày cả cha cũng không nhận ra mình nữa rồi. Khi mùa xuân qua đi, Cillian ngậm ngùi rời làng, theo đàn cò trở về hòn đảo, chăm chỉ làm việc và chờ một năm nữa. Khi mùa xuân đến, anh lại tới suối cò tắm để biến thành cò. Lần này, anh lại mang theo một bình nước suối người trở về làng. Cha Cillian thấy con trai trở về thì vô cùng vui sướng. Và điều ông mừng hơn là giờ đây anh chăm chỉ làm ăn hơn bất cứ người dân nào ở làng. Chiếc đồng hồ biết khóc. Chiên! Tự do muôn năm! Tự do muôn năm! Vô! Lại nửa đêm mới về. Sáng nào con cũng đi làm trễ mà không chịu thay đổi sao, Lina? Mẹ không cần phải lo. Mai con sẽ dậy từ lúc mặt trời mọc cho mẹ coi. Nếu như con cứ bê tha như vậy thì hãy ra ở riêng đi. Mẹ chán ngấy việc tối nào cũng phải thấy cảnh này, rồi sáng ra lại chứng kiến con dậy trễ và đi làm muộn nữa. Mẹ đuổi con đó hả? Được, con từ mai con sẽ tới ở chung với Mina, bạn của con luôn, không có sống chung với mẹ nữa đâu. Mệt quá đi. Wow, ở riêng thoải mái hơn ở nhà mẹ biết bao nhiêu á. Biết thế mình đã chọn đến ở cùng cậu từ lâu rồi. Yeah, tối nay lại tiệc tùng thôi nha. Nhất trí. Nè, dậy, mau dậy đi làm đi, Lina. Lina, sao giờ cô vẫn chưa tới công ty? Bản báo cáo vào buổi họp sáng nay thì sao? Chết rồi. Sao cậu không gọi mình dậy sớm hơn chứ? Tối qua, mình cả cậu quậy suốt đêm, sao mình gọi cậu dậy được chứ? Chết thật, tháng này mình lại bị trừ một đống tiền đi muộn cho mà xem. Tự do cũng có cái giá của nó mà. Hay là
cậu về ở với mẹ đi. Chắc bác ấy sẽ đánh thức cậu buổi sáng được á. Không đời nào đâu nha, chỉ cần tụi mình mua một chiếc đồng hồ thật xịn để nó đánh thức chúng ta buổi sáng là được chứ gì. Ừ, ý hay đó. Phải có một chiếc đồng hồ thật dữ dằn, giống như mẹ cậu vậy, mới có thể đánh thức tớ và cậu được. Ờ, có đúng là căn tiệm này không hả Mina? Hình như nó ngừng hoạt động rồi kìa. Thì nó đúng rồi mà, mình không có nhầm đâu. Nè, đi thôi, ở đây ghê quá. Đã tới rồi, còn đi đâu nữa? Hả? Tìm mua đồng hồ hả? Ờ, sao ông biết hay vậy? Thấy các cô vào tiệm bán đồng hồ để xem giờ chắc. Vâng, tôi muốn tìm mua một chiếc đồng hồ báo thức. Mà chuông báo thức của nó phải thật to, thật ấn tượng, phải kêu liên tục đến khi tôi tỉnh dậy thật sự ấy. Đồng hồ đánh thức những con cú đêm tiệc tùng, dậy thành những chú chim sâu chăm chỉ vào sáng hôm sau hả? Thế thì bất kỳ chiếc đồng hồ nào ở đây cũng làm được như thế cả. Chỉ có điều giá của nó đắt đấy. Vậy à? Thế tôi lấy cái kia đi. Thôi, tôi lấy cái kia. Được, cái đó rất đẹp đó. Để tôi gói lại cho cô nha. Không cần đâu mà. Đúng là một kẻ kỳ quái mà. Phải đi nhanh thôi. Hả? Quái lạ. Sao mới đó đã 12 giờ đêm rồi? Ừ, cứ như là đêm Halloween ấy. Mà còn một tuần nữa mới tới Halloween lận cơ mà. Mẹ lúc nào cũng càm ràm. Mình còn trẻ mà, vui chơi một chút, về trễ một chút, ngủ khuya một chút còn sao đâu. Chỉ cần buổi sáng có một chiếc đồng hồ lợi hại đánh thức dậy là được. À, phải thử chuông xem nó kêu to đến cỡ nào. À, trời, cái quái gì thế này? Cứu tôi với, cứu. Đây là... sao lại... Anh à, xin anh hãy nghĩ đến đứa nhỏ nữa. Cô đừng níu kéo nữa, vô ích thôi. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. Ba giống hệt như những tấm ảnh để lại. Sao ba lại bỏ đi lúc này? Trời ơi, mình đã trở về thời điểm của 20 năm về trước sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mẹ vào phòng ngủ đi chứ. Ây da, hôm nay mày cho nhiều sữa dữ. Giỏi lắm. Không ngờ mẹ đã cực khổ đến như vậy. Thôi chết rồi, con bị sốt rồi. Mẹ chỉ ngủ có một chút đã phải dậy làm việc rồi. Vậy mà mình thật quá đáng. Còn ba, chẳng phải mẹ nói ba đã mất khi mình mới sinh sao? Mẹ chẳng cần đồng hồ báo thức, vẫn tỉnh giấc để chườm trán và cho mình uống thuốc hạ sốt. Mẹ đã vất vả quá rồi. Trời, hôm nay là Giáng sinh sao? Nếu như có một điều ước, mình ước được trở về bên mẹ để nói lời xin lỗi. Lina, mẹ xin lỗi đã nói dối con. Mẹ đã không giữ được ba đi theo người đàn bà khác. Những mệt mỏi khiến mẹ luôn hà khắc với con. Món quà này, xin lỗi con gái. Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ biết chơi bời khuya sớm, lớn đầu mà con không biết tự lo thân. Từ mai con... Từ mai con sẽ dậy sớm vì có chiếc đồng hồ xịn này hả? Mẹ này, chọc con hoài à.